Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy, ngày 5/5/2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Giao ban công tác mặt trận quý 1 năm 2018. Phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018. Công an huyện Lệ Thủy bắt nhóm đối tượng trộm két sắt. Chiều hôm qua ngày 4 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1 năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2018, Mặt trận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các dịp lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, an ninh trật tự. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho người nghèo, các đối tượng chính sách. Đặc biệt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiệu quả từ 324 mô hình của mặt trận ba cấp trong toàn tỉnh đang được phát huy tốt tại cơ sở. Mặt trận các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh. Công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân cũng được quan tâm triển khai và đạt hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu Mặt trận các cấp tiếp tục bám sát 20 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung triển khai đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực phối hợp đối thoại với các tầng lớp nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền theo quy định. Sáng nay, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2017, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của người sử dụng lao động cũng như người lao động trong công tác vệ sinh an toàn lao động được nâng lên. Nhiều cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân, lao động nhằm hạn chế các nguy cơ gây ra tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp. Không ngừng đầu tư cải tiến công nghệ nhằm cải thiện điều kiện sản xuất kinh doanh. Đồng thời thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Tuy nhiên trong năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 55 vụ tai nạn lao động làm 5 người chết, 44 vụ cháy nổ làm 3 người chết, 5 người bị thương. Cùng với đó, việc giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động còn hạn chế. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018 với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm, chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, dẫn đến gây tai nạn lao động, ảnh hưởng đến tính mạng của người lao động, tài sản của doanh nghiệp và của xã hội. Chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ có nguyên nhân từ ý thức, kỷ luật lao động, kiến thức hạn chế và yếu tố nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị hóa chất, nguyên vật liệu mới, chất lượng của các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu. Để thực hiện tốt mục đích yêu cầu tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau đây. Thứ nhất,
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể xã hội thấy được tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động trong mọi hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Thứ hai, chấp hành nghiêm luật an toàn vệ sinh lao động và các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chủ động chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh lao động, trang bị trau dồi các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn. Thứ ba, tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai gắn với các hoạt động của tháng công nhân năm 2018 với phương châm hướng về doanh nghiệp, người lao động. Các cấp công đoàn cần phải làm tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, luôn luôn đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động. Tổ chức công đoàn phải có nhiều việc làm cụ thể trong chăm lo lợi ích thiết thân cho đoàn viên, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong lực lượng công nhân viên chức lao động, cùng các ban ngành chức năng, các cấp chính quyền trong tỉnh làm tốt công tác an toàn an sinh xã hội, góp phần chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên lao động và nhân dân, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Thứ tư, đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, tiếp tục triển khai các chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phải bị xử lý nghiêm. Thứ sáu, làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc thực hiện công tác an toàn vệ sinh, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, tạo động lực trong thực hiện phấn đấu để hoạt động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai và tháng công nhân năm 2018 trở thành một đợt cao điểm trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2018 với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, công đoàn lao động tỉnh sẽ triển khai xây dựng nhà nội trú cho giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Thủy, huyện Lệ Thủy với số tiền 962 triệu đồng, và trường trung học cơ sở Lâm Trạch, huyện Bố Trạch với số tiền 669 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ vay vốn cho 238 đoàn viên công đoàn nghèo với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã tham gia diễu hành hưởng ứng tuyên truyền tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018. Đây là dịp để các doanh nghiệp quan tâm hơn trong việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn lao động, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, quan tâm hơn đến sức khỏe, quyền và lợi ích chính đáng của công nhân. Từ ngày 18 tháng 4 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra cả cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đoàn đã lấy 6 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu. Kết quả, 6 trên 6 mẫu thực phẩm đều đảm bảo an toàn. Cụ thể, đoàn đã lấy 6 mẫu thực phẩm gồm 3 mẫu chả tại thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn, 1 mẫu thịt bò khô, 1 mẫu bánh mì sandwich tại thành phố Đồng Hới và 1 mẫu rượu ở huyện Lệ Thủy. Các mẫu này được Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý, hàn the, methanol và các chất độc hại khác. Kết quả, cả 6 mẫu đều đạt tiêu chuẩn. Trong thời gian từ nay đến ngày 15 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh hoạt động kiểm tra thực tế, đoàn cũng sẽ tiếp tục lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm. Kết quả sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng được biết.
Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh các mẫu thực phẩm không đạt sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, huyện Quảng Ninh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán thực phẩm, nhà hàng ăn uống, cơ sở sản xuất bún bánh, các lò giết mổ gia súc tập trung. Qua kiểm tra, nhìn chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán, các nhà hàng ăn uống, cơ sở giết mổ cơ bản thực hiện tốt quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn công tác liên ngành cũng đã nhắc nhở, chấn chỉnh một số cơ sở sản xuất kinh doanh còn vi phạm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Công an huyện Lệ Thủy bắt nhóm đối tượng trộm kẹt sắt. Bà con nông dân huyện Bố Trạch tập trung thu hoạch dưa hấu. Cục Thi hành án dân sự tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tại buổi diễn tập, dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Bình, cán bộ công chức của Cục Thi hành án dân sự được thực hành sử dụng bình CO2 để dập tắt đám cháy giả định, kỹ năng thoát hiểm, cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đây là hoạt động nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự về công tác phòng cháy chữa cháy. Buổi diễn tập cũng là dịp để cán bộ công chức, người lao động của cục nâng cao ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, chủ động trong mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Công an huyện Lệ Thủy vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Phúc, sinh năm 1993, trú tại thôn Bình Minh, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, và Đặng Văn Hoàng, sinh năm 1997, trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018, Phạm Văn Phúc và Đặng Văn Hoàng rủ nhau chạy xe mô tô đi tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến thôn Quần Áo, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, các đối tượng thấy nhà chị Hoàng Thị Hà khóa cửa ngoài nên cùng nhau đột nhập vào nhà chị Hà để trộm cắp tài sản. Khi vào được trong nhà, các đối tượng thấy có kẹt sắt ở phòng ngủ nên cả hai đã bê kẹt sắt ra ngoài để lên xe và chở ra khu vực ruộng ở xa nhà của chị Hà cất giấu. Sau đó, cả hai cùng chạy xe mô tô về nhà của Hoàng lấy các dụng cụ đến phá cửa kẹt sắt lấy 80 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng, 2 vòng vàng và 1 mặt dây chuyền. Số tài sản lấy trộm được ở trên Phúc và Hoàng mang bán và chia nhau tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Lệ Thủy, các đối tượng Phạm Văn Phúc và Đặng Văn Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Những ngày này, bà con nông dân huyện Bố Trạch đang tập trung thu hoạch dưa hấu. Vụ đông xuân này, huyện Bố Trạch gieo trồng gần 1.300 ha dưa hấu, tăng 10% so với năm trước. Năm nay, diện tích trồng dưa hấu lớn hơn mọi năm. Ngoài việc người dân chủ động chuyển đổi những diện tích cao su bị gãy đổ do bão, chính quyền các địa phương cũng tích cực chỉ đạo khuyến khích người dân chuyển những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu, trong đó có dưa hấu. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tích cực đầu tư chăm sóc nên năng suất dưa hấu đạt cao, trung bình khoảng 22 tấn một hecta. Mặc dù ở giai đoạn thu hoạch đại trà như hiện nay, giá dưa hấu chỉ còn 3.700 đồng đến 3.800 đồng 1 kg. Tuy nhiên, theo đánh giá của người dân, với mức giá này, một hecta trồng dưa hấu, người dân vẫn có lãi trên 40 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực quyết tâm cao của địa phương, sự quan tâm ủng hộ của cả cấp ngành và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Vạn Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và đang nỗ lực để phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Từ khi triển khai thực hiện chương trình, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vạn Ninh đã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ mục đích của chương trình và chủ động tham gia.
tập trung họp số nó là nhất trí họ mừng là để làm cả nông thôn cả nông cả trà mà cả cái đường mới này mà cả vùng quen thôn nữa. Người dân nên hưởng chứ lúc kia là chắc nắp té rồi đi ra lòn qua lòn về bên đi ra đi cái là bong luôn. Đến nay Vạn Ninh đã đạt 15 trên 19 tiêu chí, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới an toàn, cơ sở vật chất trang thiết bị trường học đạt chuẩn, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân được tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%. Là địa phương có 2/3 diện tích đồi và núi, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Vạn Ninh đã chủ động chuyển đổi một số cây trồng, giống vật nuôi để đa dạng hóa sản phẩm, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh việc khuyến khích nhân rộng phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn xã đã hình thành được nhiều mô hình trang trại gia trại cho thu nhập cao từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Nâng mức tổng thu nhập của người dân đạt 30 triệu đồng một người một năm, tăng 1,5 lần so với trước khi thực hiện chương trình. Từ năm 2017 đến nay, tổng nguồn kinh phí Vạn Ninh đã huy động xây dựng cơ sở hạ tầng đạt gần 6,5 tỷ đồng. Nhân dân thì rất đồng tình hưởng ứng và có thể là trong cái quyên góp thì có những cái hộ là phải là đầu tư vào, ví dụ tiền bạc hoặc là giải tỏa hàng rào thì nhân dân rất đồng tình ủng hộ và đồng thời là muốn bảo đảm về đích trước. Thì cái sự đóng góp của nhân dân cũng như xã hội là phải hết sức là khẩn trương. Ví dụ là một hộ là quy định là nộp là 200.000 hoặc 300.000 đồng thì mình là phải nhất trí là nộp với nhân dân như thế để cho hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Để thực hiện đúng lộ trình về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018, cùng với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, xã Vạn Ninh đang nỗ lực huy động nguồn vốn từ nhân dân đóng góp để thực hiện 3 tiêu chí: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí môi trường. Trên địa bàn xã thì cơ bản là cái tiêu chí môi trường thì đạt, nhưng mà còn cái vấn đề mà người dân chăn nuôi thì còn tình trạng là còn để xảy ra cái ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn. Thì ủy ban xã cũng đang tập trung kiểm tra xử lý đối với những cái hồ mà vi phạm và hướng dẫn người dân cái cách mà xử lý để đảm bảo cái môi trường chung trên địa bàn xã. Và một cái vấn đề nữa là cái vấn đề thu rác từ các hộ dân, từ các thôn, kiến nghị với cơ quan cấp trên á, thì đặc biệt là đối với là ban quản lý cả công trình công cộng huyện á, thì cần là xây dựng cái mô hình và thu gom về tận hộ dân. Chặng đường về đích nông thôn mới của Vạn Ninh đã cần kề. Bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân, Vạn Ninh cũng rất cần sự quan tâm kịp thời của các cấp ngành trong việc đầu tư hỗ trợ về nguồn vốn nhằm giúp địa phương phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng để về đích nông thôn mới đúng lộ trình đã đề ra. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình đưa vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi mới thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 57 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.